Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Tổng tham mưu đã có công điện gửi các cơ quan đơn vị điều chỉnh các phương án, kế hoạch, triển khai các biện pháp sẵn sàng lực lượng hơn 260.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ, gần 3.200 phương tiện các loại để ứng phó với các tình huống do bão số 7 gây ra. Lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 62.000 phương tiện với gần 280.000 lao động nghề biển biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng phương tiện, ứng cứu nhân dân và ứng phó với các tình huống do bão số 7 gây ra, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.